Xin chào các bạn, Surface Pro 6 mới nhất mang bộ vi xử lý Intel Core thế hệ thứ 8 cùng với sắc thái màu đen mới, không thay đổi nhiều so với năm ngoái. Điều đó có nghĩa là bạn vẫn cứ đầu đọc thẻ microSD với sự hỗ trợ tốc độ cao được tích hợp vào Pro 6, sẵn sàng xử lý một chút dung lượng bổ sung cũng như là tốc độ chuyển dữ liệu nhanh. Bạn chưa có thẻ microSD hoặc muốn nâng cấp lên một thẻ có tốc độ đọc tốt nhất trên Pro 6 thì đây sẽ là những thứ có thể bạn sẽ tham khảo. Hãy cùng Surface Việt khám phá trong video ngày hôm nay nhé! Thẻ microSD Elite 128GB của Silicon Power chỉ tốn $21 nhưng nó được đánh giá cao và cung cấp tốc độ đọc tối đa 75 MB/giây. Nó có thể không phải là nhanh nhất nhưng nó chắc chắn sẽ nhận được công việc làm trên giá rẻ. Các kích thước khác cũng có sẵn lên đến 256GB. SanDisk Ultra. SanDisk cung cấp 8 kích cỡ khác nhau trong dòng Ultra của thẻ Microsoft, bắt đầu với 8GB và lên đến 400GB. Thẻ này được đánh giá cao và tương đối rẻ, làm nó trở thành một sự kết hợp gây chết người với tốc độ đọc lên đến 100 MB/giây. Evo của Samsung tạo ra một sản phẩm lưu trữ tuyệt vời, EvoSilic khả dụng với dung lượng lên đến 256GB, có tốc độ đọc là 100 MB/giây và tốc độ ghi là 90 MB/giây. Delkin 1900X, Surface Pro 6 có thể tối đa ở UHS-I. Các bạn có thể tận dụng lợi thế đọc này mà thẻ cung cấp cùng với các thiết bị khác của bạn. Nó vẫn tương thích với Pro 6 và có kích thước là 64GB hoặc là 128GB. Microsoft không hỗ trợ thẻ nhớ khi bạn mua Surface Pro 6, vì thế bạn phải mua ngoài những chiếc thẻ nhớ đó. Nhờ đầu đọc thẻ microSD, bạn có thể lựa chọn dung lượng phù hợp với chiếc máy tính của bạn và giá cả phải chăng. Đó là những loại thẻ nhớ tốt nhất dành cho Surface Pro 6 của bạn. Bạn có đang dùng một trong những thẻ ở trên không? Hãy comment ở bên dưới video này nhé! Và đừng quên like và subscribe kênh của chúng mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.